À, chào cả nhà mình ha. Quay lại miếng vườn em trồng một số gốc nhớt nha. Thì hôm nay nó cũng ra lá cũng khá là nhiều rồi. Hôm trước thì tại vì mình đôn lại đó, thời gian mình đôn ha, là cái cây mình nó cũng sựng lại trong lúc thời gian mình đôn nắng quá đó. Thì số tược ở trong đây nè, nó ra lá thì nó hay bị dụm hay nhăn đó. Thì nhiều anh em hỏi em cái lá thời gian đầu sao nó dễ bị như vậy ha. Thì cũng do cái thời tiết với phần mình nhiều khi mình giữ nước đó cho khô ráo đó, thì nó cũng thiếu một chút đỉnh nước ha, nên cái lá nó cũng không có thẳng so với những cái cây đầu tiên này. Đa phần là những cái lá thời gian này ha, nó không có được thẳng so với những cái cây mà mình để trên chậu nha. Tại vì ở dưới đây thì có một số nó vừa lú đó, mà có bác anh chị mình không có xịt thuốc kịp đó, có thể là nhện đỏ bọ trĩ nó ăn một phần trong đó nữa ha. Rồi khi mình đôn sâu quá, nắng nó áp vô những cái chòi rồi mình mà mới lú đó, mới lú ra, thì nắng quá thì nó áp thì cũng làm cái lá này nó không được thẳng nha. Nên nếu mà cây mình biết nó bình thường rồi thì đừng có lo cái chuyện đó ha. Nói chung là một thời gian sau khi nó đi cơi hai thì nó sẽ phát triển bình thường lại thôi. Đó là những cái lá này, nếu mà đâm thẳng cơi ra rồi đó thì cái lá mình nó không còn nhăn nữa ha, nó phát triển là bình thường thôi. Đừng có dội quá vào những tháng này ha, tại vì nắng thời tiết nó không có mưa, không có mát so với những cái tháng như tháng 5, tháng 6. Thì cái tháng đó là cơi hai, cái cây mình nó đi cơi hai, cơi tược thứ hai ha, là cái cây mình bộ rễ nó phát triển mạnh rồi, lúc đó mình có thể đi ghi cái lượng phân hột để cho thúc đẩy cái cây mình nó đâm tược cho nó đều ha, cũng như phân hột là loại phân hóa học bên NPK ha, đó mình tưới vô. Trong thời điểm đó thì cái cây mình nó thời tiết nó mát nè, đó nó mát rồi cái bộ rễ nó phát triển nó phục hồi lại tốt, thì cái cây mình đi phân cái lượng phân thì nó sẽ phát triển bình thường lại ha. Thì hiện tại bây giờ thì ở đây em cũng đi cái lượng phân thùng rồi, em tưới cái lượng phân thùng cho số cây của em đây ha, nó tưới khoảng 2 đợt thì có thể là em đi 30-10-10 rồi. Tại vì dưới đất ở đây mình không có xử lý gì lại hết ha, chỉ mình đôn mình con lại thôi, chứ không phải như tinh chậu. Nhiều khi một số cây tinh chậu mình đó, mình về mình xói bầu mình làm phân lại, còn ở đây nó đã bắt ra đất rồi ha, nó bắt được bộ rễ nó ra đất rồi. Đây cô chú anh chị mình thấy ha, những cái dàn rễ đây thì nó đã ăn ra một số rễ ở ngoài đất này, nên cái cây mình nó không có sợ bị sốc phân, cái lượng phân nhiều ha. Tại vì khi mình tưới đầu tiên đây, mình cái lượng phân mình tưới cũng pha nó cũng vừa thôi. Nó thì ước lượng thì mình pha, chủ yếu là ở đây em cũng tưới cái phân hữu cơ là nhiều ha, phân dơi, phân yến thì có thể mình tưới được. Thì có một số anh em hỏi em bánh dầu mình tưới được không, thì cái đó cũng tưới được bình thường ha. Nhưng vào những cái tháng mưa dầm, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì đó mình hạ, mình ít lại tưới cái lượng bánh dầu ha. Tại nhiều khi rong rêu nó đóng lên cái cây nhìn thấy xấu ha. Đó, thì cái phân thùng này em tưới cũng vậy, cái lượng phân thùng khi em tưới xong á, tưới xong vào cái tháng mưa ha, vào cái tháng mưa thì em cũng giảm lại khi đi lượng phân hột. Thì phân thùng nhiều khi em tưới 3 đợt phân hột thì em sẽ tưới lại một đợt phân thùng thôi, em cộng thêm một chút ha. Đây, cái củ này lớn ha. Đó, nên phân thùng cái khi đi phân hóa học rồi thì cái lượng phân thùng mình sẽ giảm lại thôi. Nhưng mà em đi thì cái lượng nói chung là tại vì đi phân cũng cưng cây ha, cây mình nó không có cho lượng phân hóa học nhiều. Lượng phân hóa học nhiều thì cái cây mình nó rất tốt, nó mau ha, mau lớn cái cốt nè, người lớn củ, lớn cành đó. Tại vì khi mình thúc kali nhiều thì nó lớn cái gốc, lớn cành đó. Nhưng mà mình nhiều khi mình tưới nó thúc quá cũng như là tăng trưởng quá thì cái cây mình cái độ tuổi thọ nó sẽ giảm lại ha, mình chơi nó không được lâu năm, nên tưới cái lượng phân em cũng hạn chế ha, tưới rất cũng vừa thôi, không có tưới thúc quá. Này thấy được hôm nay xấu quá em không? Không quay cho anh em coi, ngại quá. Này thấy nó cũng được rồi. Thì tại vì lúc đó em vào tháng 11 là em đã cắt phân ha. Những cái cây này nè, tháng 11 là em đã bỏ phân rồi. Cũng như nếu anh chị em nào hôm trước có coi những cái clip trước em quay á, vào những tháng 10, tháng 11 thì em không có còn đi xịt thuốc tưới phân gì nữa ha. Lâu lâu em mới xịt, nhiều khi sợ sâu bọng đó. Dưới đất thì thường là sẽ sâu bọng nhiều hơn những tinh chậu mình ha, nên
mình phải xịt ngăn ngừa sâu bọng thôi. Còn bọ trĩ nó ăn tại cho nó đứng đọt, để khi cái đó những cái chột mình nó sẽ mau lớn hơn ha. Nên không cần mình xịt thuốc thường xuyên, hoặc là mình đi phân những cái cây xanh tốt vào tháng 10, tháng 11 là những cái cây đó, thì nói chung khi mình đôn lại đó là mình phải đi phân đi thuốc cứ tăng hoài ha. Nên số lượng nhiều thì em cũng hạn chế, em đi vừa mức độ phân thuốc thôi, nó không có nhiều quá mà cũng không ít quá ha. Tới thời điểm mà nó cần tăng phân thì mình cũng tăng từ từ lên. Nó mỗi lần đi phân thì có thể một đợt mình tưới nhiều nước, thì thí dụ như khoảng 1.000 lít nước thì có thể mình tăng một đợt lên khoảng chừng 200 g thôi đó. Cho 1.000 lít nước mình tăng từ từ lên ha. Ví dụ như 1.000 lít nước thường thường để tưới khoảng 2 kg thì có thể mình tăng một đợt lên 100-200 g vậy thôi, để cho cái cây mình nó phát triển đồng đều. Còn nếu mà có bán chị nào mà tưới cũng vậy ha, tưới nhiều khi mình tưới cái lượng phân nó đều nhau khoảng 3-4 đợt thì nó cũng dở ha. Tại cái thời điểm nó cây nó tuột nó đều nó nhiều rồi thì bắt buộc mình phải tăng cái lượng phân thôi. Còn nếu mình tưới giảm hoặc là tưới bằng đều với nhau thì cái cây mình nó không phát triển theo đủ sức của nó ha. Tại vì khi cái tàn cái tuột nó nhiều thì bắt buộc cái cây mình phải cho cái lượng phân nó nhiều hơn để cho nó phát triển đồng đều. Còn xịt thuốc ở đây thì cứ 8 đến 10 ngày thôi, mình xịt ngăn ngừa rồi xịt bệnh cộng chung rồi mình xịt nha. Rất là dễ, những cây tầm dưới đất này rất là dễ ha. Chủ yếu là mình đúng cử cho nó để cho nó không có bị bệnh ha. Đó, ngăn ngừa trước hay hơn, cái ví dụ mà khi bệnh rồi thì mình xử lý lại nó rất là cực hơn ha. Chưa xanh đâu, như vậy đó là thời gian này thì nó cũng mới phục hồi lại sau khi mà mình xả lá đó ha. Tại vì em cũng đi được khi mà đôn tới giờ em đi cũng đi được 3 đợt dưỡng rồi. Ồ, cây này củ lớn ha, củ này to đây, cọng rễ nè, các anh chị mình thấy em để ngón tay đây ha, này nó muốn liền khói rồi nè. Cây này em thấy nó lớn nè, muốn liền khói à. Ngón tay cái em mà thấy nhỏ xíu luôn ha, con này lớn hơn chân cái đây. Đây có một số đây, nhện đỏ nó bò, không biết các anh chị mình thấy không ha. Có những số nhện đỏ nó bò, để em quay cận cảnh đây. Nhện đỏ ha, nó ăn xà làm những cái lá mình á, nó lộ rất là nhiều ha. Nhưng mà mình xịt rồi thì không nó lên lá, sau những cái khi cái tược non này nó ít lên lá hơn. Còn bọ trĩ đó, nó ăn thì thiệt hại rất là nhiều ha. Nó ăn là cái lá mình nó sẽ quắn lại luôn, là nó làm cho cái tược mình nó không đi được ha. Nên nhiều khi mình phải cố gắng mình để ý ha. Khi mà mình thấy vừa quắn thôi, tược non nó vừa quắn là mình xịt ngăn ngừa liền, mình xịt đặc trị ha. Đặc trị bọ trĩ thì thường ở đây em xịt Comfudor ha. Nếu mà nó bệnh nhiều quá thì mình xịt ít nhất là phải 2 đợt á, cái cây mình nó mới phát triển lại thôi. Còn nếu mà mình không có diệt được đó, đây nè, đây số này là bọ trĩ nhiều nè, cô chú anh chị mình nè. Đây bọ trĩ nó ăn nè, đó làm cái đầu lá mình nó nhỏ nó nhẵn lại ha. Đó, thì cây này nó ăn rất là nhiều đây. Đó, đây là bọ trĩ ha. Bọ trĩ nó ăn thiệt hại thì nó làm sẽ nhẵn cái lá mình, làm như cái lá nó bị lá me ha. Nên chú ý khi những cái cây này có thể mình xịt đặc trị được rồi nè, đặc trị ha. Hoặc là có thể mình xịt cái thuốc Bacari đó. Bacari thuốc mà nó hôi, thuốc quá không phải sinh học đó, hóa học đó, nó hơi hôi một chút. Nhưng mình đối với những cái ngoài vườn đây mình xịt được ha. Trong nhà mình xịt thuốc hôi thì nhiều khi mình đi tới đi lui mình hết thuốc thì nó cũng không tốt. Nên mình xịt những cái loại thuốc hôi thường là ngoài vườn thôi, xa nhà ha. Chú ý để cái cây mình nó phát triển mạnh thì phải đam mê nha, chung đam mê. Thì hiện tại em cũng thay một số bồn cũng khá là nhiều rồi ha. Khá là nhiều bồn rồi. Thì thời điểm này thì em phải thay trước thời điểm mưa xuống ha, để cho cái cây mình nó thông thoáng luôn. Em về em sợ cái bầu quê này quá rồi. Chung là nước thì mình giữ được, vào tháng nắng như vậy mình giữ rất là ngon. Nhưng mà qua tháng mưa rồi ha, cây mình nó sẽ bị chứa nước, cái bồn này chứa nước rất là nhiều trong đây nè. Nên hiện tại bây giờ em tháo hết luôn, tháo hết những cái bầu V này em bỏ luôn ha, không có xài bầu V nữa. Nếu mà đắp mô cũng được ha, nhưng mà đắp mô thì sau này, tại vì em tính cái đường hơi dài hơn, tại em tính 4 năm hoặc là 5 năm em trồng lâu hơn ha,
nên em sẽ chịu khó em xây cái bồn gạch tốn tiền một tí ha, nhưng mà cây mình được nó thông thoáng, nó thoát nước rất là tốt ha, thoát nước rất là tốt. Rồi sau khi mình đủ tàn đó, có thể số này em sẽ khoảng 3-4 năm nữa ha, tàn nó lớn thì em sẽ cho thuê, hoặc là có thể mua bán thì cũng vận chuyển, hoặc là mình bó bầu nó cũng khá là dễ ha, chỉ mình rút ra sợi dây, cắt sợi dây ra, mình tháo rạch ra thôi, rồi mình dùng băng keo mình quấn lại thôi, để mình vận chuyển thôi, rất là đơn giản ha. Hoặc là khi vô vô tôn chậu cũng vậy, nó mình cũng quấn băng keo mình đưa vô bỏ lên chậu rồi mình cho thuê, thì một năm thì mình về mình đem lại với bồn là bình thường lại ha. Nên cái cây mình nó cũng đỡ mất sức hơn so với những cái cây mà nó nằm tinh mô. Nằm tinh mô mình tưới lâu ngày nhiều khi nó sạc cái mô, rồi nó ăn xuống đất, nó ăn ra ngoài ha, nó rất là khó. Còn ở đây nó bó buộc trong cái bồn gạch này thôi. Nên suy nghĩ của em thì làm như vậy nó rất là tiện ha. Tuy là nó tốn kém, nó thật sự là cũng khá là tốn kém á, nhưng mà được cái là mình tiện lợi rất là nhiều. Cũng sắp hoàn thành rồi ha, cũng khoảng trong 3 ngày nữa là cũng hoàn thành xong rồi. Thì miếng vườn ngoài thì em xây em trồng cũng đã hết rồi ha. Bây giờ là quay lại miếng vườn đây, thì em cũng tranh thủ em làm cho nó xong trước thời gian mà mưa xuống ha, để cho cái cây mình nó phát triển đồng đều luôn, nó không có bị dư nước trong cái bồn chứa này nữa ha. Rồi thì hôm nay cũng chia sẻ cái clip ngắn cho cô chú anh chị mình ha, cách khắc phục một số cái cây với tình trạng mà cái cây mình cái lá nó bị bệnh. Rồi cô chú, nhiều cô chú anh chị mình hỏi đó, em là trị sao, rồi mình có khắc phục sao sao ha. Thì khỏi lo, trong thời gian này nếu cái cây mình theo như em nói nãy giờ đó, thì mình cũng đừng có giỏi quá ha, để từ từ khi mà nó đi được cơ già cơ rồi, nó đi cơ 2 thì nó sẽ phát triển đồng đều lại thôi ha. Rồi em xin mến chào và hẹn lại cái video tiếp theo ha. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian qua xem cái clip của em. Thì chúc anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui ha, hạnh phúc nha. Rồi em xin mến chào.